Hello, xin chào mọi người. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tập viết calligraphy bằng bút highlighter. Mình sẽ sử dụng bút highlight của Mavi. Và vì sao mình sử dụng nó? Bởi vì mình cảm thấy nó khá cứng và khó viết nhất. Hãy cùng xem mình viết calligraphy bằng bút Mavi này như thế nào nhé. Cách viết đầu tiên và cũng là cách dễ viết nhất, đó chính là viết mà không có nét thanh nét đậm. Kiểu viết này thì rất phù hợp với các bạn mới tập viết calligraphy. Sau khi viết xong thì chúng mình sẽ dùng bút bi đen để viền cái viền bên ngoài vào, nhìn cũng khá là xinh. Kiểu viết thứ hai thì mình sẽ viết tách nét, viết nét thanh riêng và viết nét đậm riêng. Khi viết nét thanh thì mình sẽ hơi nghiêng bút về bên trái một chút để tạo ra nét thanh mảnh và đẹp hơn. Còn nét đậm thì mình vẫn giữ bút ngang với mặt giấy giống như ở cách đầu. Cái cách này thì cũng tương đối là dễ viết. Mình có thể viết tạo ra nét thanh và nét đậm được, tuy nhiên thì nhìn nó hơi bị cứng và nó không được uyển chuyển cho lắm. Và cuối cùng là cách viết thứ ba. Mình thấy đây là cách viết đẹp và mềm mại nhất. Mình vẫn sẽ viết giống như cách 2 nhưng không viết tách rời các nét nữa, mà sẽ viết liền lại với nhau. Lúc viết nét thanh thì mình sẽ hơi nghiêng bút sang trái một chút, và khi chuyển từ nét thanh sang nét đậm thì mình cũng nhẹ nhàng để bút ngang với mặt giấy, chứ không viết tách nét ra giống như ở cách 2. Mình sẽ viết thử một câu bằng cách thứ 3 nha. Viết bằng bút highlight mà nhìn cũng xịn sò giống như bút brush đúng không mọi người? Và mình thấy nếu viết calligraphy bằng bút highlight thì chúng mình nên viền chữ hoặc là đổ bóng thì nhìn nó sẽ nét hơn. Hy vọng là mọi người cảm thấy thích video của mình. Đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Bye mọi người.